Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ năm ngày 8 tháng 2 năm 2024. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giằng co tại vùng 2030 đô la Mỹ một ounce khi tỷ giá đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ quay đầu giảm, trong bối cảnh nhà đầu tư đợi phát biểu của một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong tuần này. Ở trong nước, giá vàng miếng tiếp tục tăng lên sát mốc 79 triệu đồng một lượng, dù giá vàng thế giới giằng co khiến cho chênh lệch ở cả hai thị trường tiếp tục giãn rộng, trong khi giá vàng nhẫn cũng tăng và lập đỉnh mới vượt qua mốc 66 triệu đồng một lượng. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức 18 triệu 700 nghìn đồng một lượng so với giá vàng miếng và 4 triệu 600 nghìn đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bố số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức từ 76 triệu 200 cho đến 77 triệu 700 nghìn đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức từ 78 triệu 200 cho đến 78 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 64 triệu 930 nghìn đồng một lượng và 66 triệu 030 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 76 triệu 700 nghìn đồng một lượng, chiều bán 78 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 76 triệu 700 nghìn đồng một lượng, còn là chiều bán 78 triệu 920 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 2 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 76 triệu 550 nghìn đồng một lượng và 78 triệu 850 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội hiện đang có mức giá tương tự so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 76 triệu 550 nghìn đồng một lượng và 78 triệu 850 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 2 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá chiều mua 76 triệu 700 nghìn đồng một lượng, chiều bán 78 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 76 triệu 700 nghìn đồng một lượng, còn là chiều bán 78 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 2 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại phố quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 76 triệu 650 nghìn đồng một lượng, chiều bán 78 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 76 triệu 750 nghìn đồng một lượng, chiều bán 78 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 77 triệu 300 nghìn đồng một lượng, còn là chiều bán 78 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 76 triệu 200 nghìn đồng một lượng, chiều bán 78 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 24 triệu 924 nghìn đồng một lượng đến 63 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Còn là chiều bán có mức giá niêm yết từ 26 triệu 924 nghìn đồng một lượng đến 64 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen.
Thưa các bạn, giá vàng tăng nhẹ khi được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ giảm. Chỉ số đồng đô la Mỹ giảm 0,3% đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng đối với những người mua bằng các loại ngoại tệ khác. Đồng thời, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn của Mỹ giảm bớt cũng đã làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Trong bối cảnh thiếu những diễn biến mới để thúc đẩy biến động giá hàng ngày, các chuyên gia cho rằng đây chính là thời điểm lặng sóng trước một cơn bão. Khi các điều kiện kinh tế vĩ mô tiếp tục xấu đi, giá vàng thế giới được dự báo có thể sẽ đạt mức cao mới vào năm nay 2024. Trong nửa cuối năm 2024, đồng đô la Mỹ được dự báo sẽ giảm theo tiến trình cắt giảm lãi suất của Fed. Nhiều khả năng giá vàng có thể sẽ tăng với mức độ mạnh hơn. Gần đây, một số dự báo giá vàng thế giới sẽ lên tới 2.400 đô la, thậm chí 3.000 đô la Mỹ một ounce trong năm 2024. Theo chuyên gia phân tích thị trường, ông Hantan của Essinity Group, các nhà đầu tư vàng đã bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến của Mỹ và buộc phải xem xét lại các mức thấp hơn khi thị trường tiếp tục giảm kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất của Fed trong tháng 3. Ông Hantan cho rằng giá vàng sẽ tăng nếu đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed đang đến gần. Tuy nhiên, nếu Fed buộc phải trì hoãn việc bắt đầu xoay trục chính sách tiền tệ của mình, điều đó sẽ khiến kim loại quý chịu áp lực và mất đi nhiều hơn lợi nhuận trong thời gian chờ đợi cuộc họp tiếp theo. Tuần này sẽ ít nhất 8 quan chức của Fed phát biểu về triển vọng lãi suất. Thị trường đang kỳ vọng các quan chức sẽ lặp lại quan điểm rằng tháng 3 là quá sớm để bắt đầu nới lỏng, rằng lạm phát cần tiếp tục giảm để việc hạ lãi suất có thể khởi động. Theo chiến lược gia, ông Daniel Galli của công ty TD Security, chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ trụ vững trong những phiên tới và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ vào tuần tới có thể sẽ trở thành một chất xúc tác để giá vàng tăng. Chúng tôi cho rằng lạm phát sẽ tiếp tục suy yếu và giá vàng sẽ phản ứng tích cực với điều đó. Phát biểu ngày hôm thứ Ba, Chủ tịch Fed chi nhánh tại Cleveland, bà Loretta Mester nói: "Nếu kinh tế của Mỹ diễn biến như bà kỳ vọng, cánh cửa cho việc giảm lãi suất sẽ được mở ra." Tuy nhiên, bà Mester cũng nói chưa sẵn sàng đề cập đến thời điểm cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ bởi tình hình lạm phát vẫn còn nhiều bấp bênh. Giá vàng vẫn đang đương đầu với áp lực giảm không nhỏ từ việc thị trường hầu như không còn đặt cược vào khả năng Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Sau cuộc họp của Fed vào tuần trước và số liệu việc làm tốt hơn nhiều so với dự báo công bố ngày hôm thứ Sáu, giới đầu tư giờ đây tin rằng Fed phải đến tháng 5 hoặc là tháng 6 mới hạ lãi suất. Trong một dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đang ít nhiều bi quan về triển vọng của giá vàng, quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR ngày hôm thứ Ba đã bán ròng 4,03 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ chỉ còn 847,69 tấn. Từ đầu năm đến nay, quỹ này hầu như là chỉ bán ròng chứ không mua. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Năm, ngày 8 tháng 2 năm 2024 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.